đây là cái ghi đông, cái đồ bàn thờ của cúp 88. Thì dòng này mình có thể gắn được cho xe 78 với 81. Rồi cái nén thì các bạn muốn gắn thì các bạn phải thay cái sò kỹ dưới đây các bạn mới thay được, tại vì cái nén là nó dài ra tới đây, còn 81 nó ngắn vô ha. Này mình sẽ thay được cho 78 với 81, 86 đó. Các bạn nhìn hình thức bên ngoài còn khá là đẹp, thấy chưa? Rồi ốc bên trong, cái đầu bên trong đẹp tuyệt vời, không cần phải suy nghĩ. Với cái này thì hàng thì coi như là chuẩn rồi các bạn, chỉ việc mua về là gắn vô thôi. Còn tem zin này nọ như đây, 27/12/14 ngày năm sản xuất cái xe, năm 14 luôn kìa, mới 3 năm rồi. Cái đầu nó mới đẹp như vậy. Đó, thì đây là bàn thờ của 81, 86.